Hôm mưa vào đây à? Ở khỏe à? Vừa già rồi. Ông bà con nó nam tình lịch sự hơn chẳng thế cũng trách tốn. Mình trong cái phượng hơi chụp ảnh về nó xem nó bảo sao về nữ thì hơi chẳng sao thị trấn chưa chưa bóc thị trấn được. Thế vẫn chẳng bóc được thế nào. Nhiều tiền thì mới được, tiền có ít thì chỉ làm thế thôi, đủ phục vụ khu vực kia là được. Thế là được rồi, đẹp quá. Tiền Tôn đẹp không? Tôn cao cao cấp, mẹ tưởng nó lắm, cái tôn như tôn kia nè. Năm tôn nó tôn xốp chống nóng ấy. Tôn đắt tiền. Tôn nó vậy còn cái thiết bị phục vụ cái bếp ấy, phục vụ nhà hàng ấy, nó mới nhiều thứ, có máy thái thịt thế này, đẩy đây này, đấy. Trang trí thực sự tốn và hoa mấy địa điểm như đẹp, làm hết cái vườn này còn đẹp. Hết. Thiếu gì luôn này, ở đây, về thằng điện này, được là, đình là đang phải đi rồi, muốn trả lòng sao?